8,3 tỷ đô la Mỹ là thỏa thuận hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam vừa được ký hôm nay tại Nhật Bản. Các bạn là những nhà mở hàng đầu tiên khi những hai hiệp định này vừa ký hiệu quả. Sau hai hiệp định EVFTA, IPA vừa được thông qua, những dòng vốn đầu tư từ các thị trường khác đều đang tìm đến với Việt Nam, không chỉ từ EU. Vâng, thưa quý vị, những dòng vốn đầu tư từ các thị trường khác đều đang tìm đến với Việt Nam, không chỉ từ EU. Đó là những nhận định của không ít chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sức hấp dẫn này đến từ đâu? Xin mời quý vị đến với phần trình bày của phóng viên Huy Hoàng, người đã theo dõi chuyên sâu hiệp định này trong thời gian qua. Xin mời anh Huy Hoàng ạ. Vâng, trước khi chúng ta nói sâu hơn về hiệp định này thì tôi xin muốn nói lại một lần nữa con số 8,3 tỷ đô la Mỹ là thỏa thuận giữa Nhật Bản và Việt Nam ngay trong sáng ngày hôm nay. Và đúng như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói, Nhật Bản là cái người nhà đầu tư mở hàng đầu tiên sau khi hai hiệp định được ký vào chiều ngày hôm qua. Và ngay tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản thì nhiều giấy chứng nhận đầu tư thỏa thuận giữa hai bên đã được trao với tổng giá trị nhiều tỷ đô la Mỹ. Và chúng ta cùng nghe lại những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại hội nghị này. Để chúng ta có thể thành công. Các bạn là những nhà mở hàng đầu tiên khi những hai hiệp định này vừa ký hôm qua. Tôi vừa được Ngài Chủ tịch Jetro thông tin, qua khảo sát Jetro thì trên 70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư mở rộng làm ăn ở Việt Nam. Ví dụ như là Nidec đã đầu tư 250 triệu đô la vào sản xuất động cơ công nghệ cao và sẽ tiếp tục đầu tư đủ 1 tỷ đô la trong lĩnh vực này tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. 2018, Aeon đã mua khoảng 300 triệu hàng Việt Nam bán tại siêu thị Nhật Bản và sẽ đầu tư khoảng 500 triệu vào 20 siêu thị của Nhật Bản ở Việt Nam. 3 tỷ đô la Mỹ là biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Sumimoto cùng tập đoàn BRG phát triển dự án công trình hỗn hợp Việt-Nhật và đầu tư xây dựng khu công nghiệp Đông Anh. Tập đoàn Toray đầu tư dự án dệt sợi tại tỉnh Nam Định hay thỏa thuận đầu tư xây dựng tổ hợp điện khí tại Cà Ná cũng có trị giá là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là những thỏa thuận hợp tác giữa VNPT, Petrolimex, Vinalize, Vicem với các đối tác Nhật Bản về giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin, vận tải biển, logistics hay chế biến chế tạo. Tổng giá trị 32 dự án được trao chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác lên tới 8,3 tỷ đô la Mỹ. Vâng, rõ ràng với những thỏa thuận thì chắc chắn dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản sẽ tăng trong thời gian tới. Nhưng có một lĩnh vực mà Nhật Bản đã đầu tư nhiều và đó chính là ngành nghề chế biến chế tạo. Có một con số xin gửi quý vị, đó là 1,68 tỷ đô la Mỹ. Đây là tổng giá trị vốn doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào ngành chế biến chế tạo của Việt Nam trong năm ngoái và đã cao gấp 3,6 lần năm trước đó. Và với EVFTA thì con số này được kỳ vọng sẽ còn tăng nhiều hơn nữa. Những bãi cỏ xanh tại đây sẽ dần trở thành nhà máy trong 2 năm tới. Còn trong nhà máy, dây chuyền sản xuất rồi sẽ chiếm chỗ cả khu văn phòng. Doanh nghiệp sản xuất máy điều hòa này, riêng trong năm qua, đã bỏ ra tới 1.700 tỷ đồng để đưa một nhà máy tại Hưng Yên đi vào hoạt động và dự kiến sẽ tiếp tục rót vốn đều đặn trong 2 năm tới để nâng công suất sản xuất lên gấp đôi hiện nay. Từ trước tới nay, chúng tôi nhập khẩu điều hòa từ nước ngoài rồi phân phối tại Việt Nam. Tuy nhiên, với bước tiến tự chủ sản xuất Made in Việt Nam, chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ thêm, sự bất ổn khó đoán từ nền kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại là nhân tố quyết định khiến doanh nghiệp kỳ vọng đặt dây chuyền sản xuất tại Việt Nam. Để chế tạo ra những miếng dán cửa và một số sản phẩm tương tự như thế này thì doanh nghiệp Nhật Bản này ngay phía sau lưng tôi đây đã đầu tư mở rộng sản xuất 15 triệu đô la Mỹ để có được nhà máy này đặt tại Việt Nam và đi vào hoạt động ngay từ đầu năm nay. Công ty đa quốc gia này đã hiện diện tại 8 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với Việt Nam, doanh nghiệp này đặt kỳ vọng sẽ xây dựng thành trụ sở lớn nhất. Ngành ô tô Việt Nam đang phát triển mạnh, cùng với các nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, đều là những khách hàng tiềm năng của chúng tôi. Bên cạnh xuất khẩu, tiềm năng cung ứng cho thị trường nội địa cũng rất lớn. Đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản Jetro lý giải thêm, bối cảnh kinh tế và chính trị tại Việt Nam những năm qua ổn định hơn so với các nước lân cận. Đặc trưng của xu hướng những năm gần đây là các doanh nghiệp Nhật tìm đến các khu vực tỉnh thành địa phương, nguồn lao động dồi dào và chi phí thấp, cho thấy hiệu quả thu hút đầu tư của các địa phương tại Việt Nam đang cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, đại diện Jetro cũng nhấn mạnh, để tiếp tục khuyến khích dòng vốn này, cần cải thiện hơn nữa sự nhất quán của cơ chế pháp lý Việt Nam trong đối xử với doanh nghiệp. Bởi với doanh nghiệp Nhật, chữ tín là quan trọng hơn cả.
Vâng, với việc ký kết EVFTA hay là IPA thì dòng vốn không chỉ đến từ châu Âu, cũng không chỉ đến từ Nhật Bản, mà có ngay một thị trường lân cận chúng ta, đó là Hàn Quốc. Một quốc gia đã có hiệp định thương mại với EU. Và trao đổi với Phó Chủ tịch COCHAM tại diễn đàn doanh nghiệp VBS trong tuần qua, thì ông chia sẻ với tôi rằng là kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc năm 2020 có thể đạt con số là 100 triệu đô la Mỹ, vượt qua mức kỳ vọng cũ là 70 tỷ đô la Mỹ. Các cái doanh nghiệp Hàn Quốc chúng tôi đã chờ đợi rất lâu để ký kết chính thức về hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Bởi vì đang có rất nhiều doanh nghiệp đã có mặt ở đây và quan tâm đến đầu tư vào Việt Nam đều là rất quan tâm về kia thị trường châu Âu. Trong đó thì đặc biệt là một số doanh nghiệp kia chuyên về lĩnh vực kia may mặc, túi xách và giày dép. Những cái công ty đó đặc biệt quan tâm hơn bởi vì đối với những cái lĩnh vực đó là rất là dày cảm về những cái thuế suất. Vâng, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc có thể đạt lên 100 tỷ đô Mỹ vào năm 2020. Đó là kỳ vọng của COCHAM. Và rõ ràng là với việc ký kết EVFTA thì các chuyên gia cũng nhận định rằng là Việt Nam sẽ có cơ hội trở thành công xưởng của thế giới khi đã tạo ra xung lực để hút các dòng vốn từ các khu vực khác nhau đến với Việt Nam. Đầu tư của EU trên toàn cầu là rất cao. Nó chiếm như vậy 22%. Và với hiệp định này, dòng đầu tư của EU và Việt Nam sẽ tăng lên. Nhưng nhớ rằng đây là điều kiện cần, chứ không phải điều kiện đủ. Điều kiện đủ là quan trọng, tức là việc cải thiện môi trường kinh doanh. Có thể có những nhà đầu tư không nằm ở trong Liên minh châu Âu, ngoài Liên minh châu Âu, người ta cũng muốn đầu tư Việt Nam để hưởng cái cam kết của EU trong hiệp định này. Cho nên cái dòng vốn đầu tư nó cũng sẽ tăng nhanh lên. Các nhà đầu tư họ có thể lắp một cái nhà máy rất nhanh. Trong vòng một tháng đã có nhà máy và họ dỡ nhà máy cũng rất nhanh. Do vậy, khi chúng ta thành công trong việc mở cửa thị trường châu Âu thì chúng ta cũng sẽ thành công trong việc bước tiếp theo là thu hút đầu tư. Và sẽ có một sự dịch chuyển rất mạnh các nhà đầu tư từ trong khu vực sang Việt Nam. Những nước mà cần cái nguồn gốc xuất xứ, những nước mà cần cái địa bàn của Việt Nam để mà tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sang châu Âu. Vâng, rõ ràng với hiệp định vừa được ký thì Việt Nam đã khẳng định vị thế và sẽ trở thành cửa ngõ để nguồn vốn từ châu Âu tận dụng được các thị trường của các nước ASEAN. Phóng viên Lê Hồng Quang từ Bruxelles đã điểm lại những bài trên báo chí châu Âu ra vào ngày hôm nay viết về những cơ hội mà hiệp định thương mại tự do với Việt Nam mang lại cho doanh nghiệp châu Âu. Kính chào quý vị khán giả. Nhiều báo châu Âu ra ngày hôm nay đưa tin về lễ ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Tờ The Herald của nước Anh mô tả lễ ký tại Hà Nội, trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói trong lễ ký rằng đây là một ngày đặc biệt trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Hiệp định đã mở ra một chân trời mới cho sự phát triển của cả hai bên. Bài báo tóm tắt các nội dung chính của bản hiệp định, nhấn mạnh mức cắt giảm thuế mà doanh nghiệp các nước châu Âu và Việt Nam sẽ được hưởng từ hiệp định này. Một số báo khác sau khi nhắc lại những nét chính của thỏa thuận thì nhấn mạnh tới ý nghĩa của hiệp định trong bối cảnh thương mại thế giới hiện nay. Tờ Klein Zeitung ra tại Đức cũng lưu ý những chi tiết quan trọng liên quan tới doanh nghiệp châu Âu. Ví dụ như một vài sắc thuế phải 10 năm nữa mới được bãi bỏ hoàn toàn và vẫn có hạn ngạch đối với một số dòng nông sản. Thế còn tờ Le Quotidien của Luxembourg ra sáng nay trích lời bình luận của bà cao ủy thương mại châu Âu trong lễ ký rằng hiệp định tạo nên một bước ngoặt quan trọng. Bài trên tờ báo Luxembourg khá ngắn nhưng vẫn kịp nhấn mạnh rằng hiệp định cũng bao gồm cả các quy định về điều kiện lao động, tôn trọng môi trường và sở hữu trí tuệ trong một nước Đông Nam Á đang tăng trưởng và là nơi nhiều nhãn hiệu phương Tây đặt nhà máy sản xuất, đặc biệt là trong ngành hàng điện tử và may mặc. Tình cờ mà hôm thứ Sáu tuần trước, Ủy ban châu Âu cũng đã hoàn tất hiệp định thương mại tự do với 4 nước trong khối thị trường Trung Nam Mỹ, thường được gọi là khối Mercosur. Tờ Irish Examiner ra tại Ireland kết luận trong bài báo ra ngày hôm nay là hiệp định với Việt Nam có lợi cho Ireland hơn là hiệp định với Mercosur. Theo bài báo thì lợi ích của Ireland trong hiệp định với Việt Nam là nhiều mặt. Bãi bỏ thuế quan sẽ giúp cho Ireland tăng xuất khẩu. Hiện nay là 65 triệu euro dược phẩm, linh kiện máy tính và thực phẩm. Nhưng quan trọng hơn là thương mại dịch vụ. Năm ngoái, mảng này mang về cho Ireland 164 triệu euro. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu ra trong ngày hôm nay. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Ủy ban châu Âu. Vâng, đến lúc này đây thì chắc hẳn quý vị sẽ hỏi tôi rằng là tại sao Việt Nam lại là quốc gia được chọn để EU ký kết EVFTA và IPA? Những lợi thế cạnh tranh riêng có của Việt Nam so với các quốc gia khác là gì? Và chính tôi thì đã đặt câu hỏi này với bà Helena, trưởng đoàn đàm phán EU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thương mại Ủy ban châu Âu. Và đây là câu trả lời.
Việt Nam gần đây ký kết nhiều hiệp định thương mại như CPTPP hay EVFTA. Điều này vừa thể hiện nội lực của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu, vừa cho thấy khả năng Việt Nam sẽ là trung tâm thu hút nguồn vốn từ nhiều quốc gia khác, không chỉ từ khối EU. Điều này giúp Việt Nam có cơ hội trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai. EVFTA, IPA cũng là cơ hội tốt để khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai bên tăng cường hợp tác. Với chúng tôi, EVFTA với Việt Nam cũng là bước đệm quan trọng để EU tiến đến những hợp tác sâu rộng hơn với khối ASEAN, cũng như các nền kinh tế khác mà Việt Nam có những hợp tác quan hệ thương mại. Vâng, rõ ràng là từ khẳng định của báo giới châu Âu cho đến chính trưởng đoàn đàm phán của châu Âu cho thấy rằng là những lợi thế của Việt Nam đang có. Tuy nhiên, sau khi ký kết thì dự kiến sẽ mất một thời gian từ vài tháng cho đến nửa năm để quốc hội hai bên phê duyệt hai hiệp định này để chính thức có hiệu lực. Và khi đó thì tại ASEAN, sau Singapore chỉ có Việt Nam là có hiệp định thương mại tự do với EU. Đây rõ ràng là lợi thế vàng trước khi bước tiếp để tiếp cận, thâm nhập và tạo chỗ đứng vững chắc trong thị trường châu Âu. Tuy nhiên, liệu thời gian vàng đó có được tận dụng triệt để hay không, hay bứt phá dài hạn hay không thì lại là câu chuyện khác. Bởi ngay trong sáng ngày hôm nay trong buổi tọa đàm thì Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI đã chỉ ra rằng gần 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam vẫn chưa am hiểu gì về EVFTA. Vậy nên, cơ hội rõ ràng là có, nhưng doanh nghiệp cần phải thực sự ý thức và tìm hiểu tận tình thì mới có thể thành công được trong những hiệp định này.